Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa quý liên hữu hiện diện trong Pháp hội Đạo Tràng hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Hôm nay đầy đủ duyên lành, lời đầu con được chí thành kính dâng, nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý Ngài. Cùng về câu hỏi hôm nay, mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, lời đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ, kính chúc khánh tuế Chư Tôn Đức sau mùa an cư được thêm hạ lạp, và xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến với toàn thể quý liên hữu hiện diện trong đạo tràng. Lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát. Kính thưa quý liên hữu thân mến, trong cuộc sống hiện tại, ai trong chúng ta luôn mơ ước mong cầu hạnh phúc an vui, và ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời, ta được tự tại nhẹ nhàng thanh thản ra đi, phải không quý vị? Nhưng tại sao chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc, thì hạnh phúc niềm vui đó nó giống như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Còn niềm sầu nỗi khổ cứ mãi đeo mang theo ta trên suốt quãng đường đời. Có bao giờ quý Phật tử đặt câu hỏi tại sao, vì sao? Bởi lẽ chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc an vui, mà ta không gieo trồng cái nhân thì làm sao có cái quả. Ta chán ghét, sợ, đau khổ, muốn trốn, muốn tránh. Nhưng hỡi ơi, nỗi khổ niềm đau đó nó cứ mãi đeo bám theo ta như bóng không rời hình. Bởi vì ta cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân đau khổ. Đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả. Nếu như đời sống hiện tại quý vị muốn được hạnh phúc an vui, ta phải gieo trồng cái nhân tốt lành. Và cái nhân tốt lành đó dựa trên những phẩm chất đạo đức căn bản, giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống an vui. Và dù cho khi ta nhắm mắt xuôi tai giả biệt cuộc đời rồi, đã chết rồi, thân này trả về cho đất nước gió lửa rồi, nhưng thưa quý vị, ta vẫn còn sống mãi trong lòng người. Sự sống mãi trong lòng người đó không phải cái thân tứ đại này tồn tại mãi vĩnh cửu với thời gian. Chúng ta ai cũng biết rõ sự tồn tại ngắn hạn của một kiếp người. Trước sau sớm muộn gì, thân này ta cũng phải trả về cho đất, nước, gió, lửa. Nhưng ta vẫn còn sống mãi với thời gian bởi những phẩm chất đạo đức cao quý mà người học Phật, tu Phật chúng ta nuôi dưỡng và phát triển thể hiện trong đời sống hàng ngày đây. Đầy đủ thắng duyên đến với khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp lần thứ 89 này, con xin mạn phép trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ tập 1 trang 215 để chia sẻ cùng toàn thể quý liên hữu nơi đây qua đề tài phẩm chất cao quý của người tu. Kính thưa quý vị, trong bài kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy chúng ta: một người biết tu học Phật Pháp để kiến tạo niềm an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại, và lấy đó làm hành trang tư lương thăng hoa trên con đường giác ngộ giải thoát ở tương lai, thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phát triển những phẩm chất cao quý như sau. Thứ nhất,
đó là phẩm chất chân thật quý vị ơi. Trong kinh Hữu Lăng Nghiêm, Phật dạy rằng sở dĩ mười phương ba đời chư Phật thành tựu sự giác ngộ cứu cánh cũng dựa vào nền tảng tâm chân thật mà nên. Do đó, chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất chân thật, được gọi là phẩm chất cao quý của người tu. Nhưng chân thật như thế nào vậy? Khi tất cả chúng ta đây hằng ngày vì cuộc sống mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền, vì để thỏa mãn những dục vọng, chúng ta đã lừa dối chính mình và lừa dối tất cả mọi người. Mà nếu chúng ta sống một đời sống dối lừa như vậy thì đừng mong có một người nào chân thật đối với mình. Cho nên hôm nay ta đã học Phật, có đầy đủ thắng duyên đến đạo tràng lắng nghe lời giáo huấn của Phật, lời vàng của Đức Phật chỉ dạy, dù trải qua mấy ngàn năm lịch sử vẫn mang giá trị thiết thực, đem lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta ngay trong hiện tại và cả tương lai. Chúng ta hãy sống một đời sống chân thật đi quý vị. Chân thật trước tiên là phải với chính mình. Chân thật với chính mình như thế nào? Chúng ta chân thật nhận ra những khuyết điểm của mình để sửa đổi quý vị ơi. Có những lúc chúng ta không biết được những cái sai, cái xấu, cái dở, cái khuyết của mình thì phải cầu thỉnh người khác. Nếu thấy tôi có tội, nếu nghe tôi có tội, nếu nghi ngờ rằng tôi có tội, xin các vị hoan hỷ chỉ điểm lỗi lầm sai trái của tôi đi. Tôi xin chân thành lắng nghe và cảm ơn các vị. Ngược lại, có một số người học Phật nhưng chúng ta không có được lòng chân thật đối với chính mình thì làm sao ai chân thật với chúng ta được đây? Chúng ta lại không nhận ra được khuyết điểm của mình mà ai đó chỉ điểm những sai trái lỗi lầm của mình thì mình còn trả lời lại bằng câu nói như sau: bà hay quá ha, bà giỏi quá, nhà bà một đống rác, bà không lo hốt, bà đi hốt rác nhà người ta. Có những lúc chúng ta lại hốt lên những câu nói như vậy. Vì thế mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta như sau: nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Người mà chân thật tu đạo luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi thế gian quý vị ơi. Nhưng tâm niệm phàm phu của chúng ta, thấy lỗi mình thì khó, thấy lỗi người thì dễ. Vì thế mà trong Kinh Pháp Cú câu số 252, Đức Phật dạy rằng thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi của người thì mình phanh phui tìm kiếm như tìm thóc lẫn ở trong gạo. Lỗi của mình che, mình giấu như kẻ cờ gian bạc lận, khu giấu quân bài. Có đúng vậy không, thưa quý vị? Vì chúng ta không chân thật với chính mình còn quá nhiều sai, dở, xấu, khuyết. Nếu ai nhận ra được khuyết điểm của chính mình thì Lục Tổ Huệ Năng Ngài bảo rằng người đó là bậc kiến đạo rồi đó quý vị ơi. Có những lúc chúng ta cứ lo nhìn lỗi người, tìm tòi, moi móc, soi bói lỗi lầm của kẻ khác, trong khi đó bản thân mình còn quá nhiều khuyết điểm. Hãy soi gương nhân cách mỗi ngày, như bài Kinh Trung Bộ số 15, Tôn giả Mục Kiền Liên đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta như sau: này hiền giả, hằng ngày người tu học Phật Pháp cần phải soi gương nhân cách. Soi gương nhân cách nghĩa là sao? Ngài ví dụ rằng có những nam thanh nữ tú mỗi một buổi sáng ban mai đứng trước gương soi mặt để xăm soi nhìn ngắm coi diện mạo của mình, trên gương mặt của mình còn cái vết nhơ vết bẩn ở chỗ nào. Có vết nhơ vết bẩn thì chúng ta lẹ làng chùi rửa kỳ cọ cho sạch. Thì cũng vậy, hằng ngày chúng ta soi rọi lại mình, kiểm điểm lại mình, coi còn sai, còn xấu, còn dở, còn khuyết ở chỗ nào để sửa đổi. Đó là thực hiện ý nghĩa của hai chữ tu hành
Vì tu là sửa, hành là hành vi. Tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái của mình đó, quý vị ơi. Chúng ta nói mình học Phật nhưng chưa được cái tâm chân thật đối với bản thân mình, còn quá nhiều khuyết điểm mà không chấp nhận, quý vị. Đến khi nhìn lại bản thân mình, ngồi để kiểm điểm nhìn lại mình, thì quả thật ta là một đứa con lai, nửa lai chất Phật, nửa lai ma tà. Khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà, lúc buồn niệm Phật A-di-đà thiết tha. Nhiều khi ta cũng chẳng biết ta, 27 ngày ăn mặn còn 3 muối mè. Đi chơi đâu mặc áo hoa què, về chùa trước Phật ấp e lâm hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền, mê danh. Khi thì cảm thấy hiền lành, lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê. Chân mình còn lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà vê chân người. Kính thưa quý vị, có những lúc chúng ta vô cùng hổ thẹn khi soi rọi nhìn lại kiểm điểm chính mình. Mình giống như một đứa con lai. Khi vui đâu thì ta lại tham nhiễm ta bà. Vui đâu chút đó nha. Khi buồn thì mới niệm Phật A-di-đà thiết tha. Phật ơi con khổ quá, cứu con Phật ơi. Rồi vượt qua được nghịch cảnh chướng duyên bất hạnh của dòng đời, rồi lại tham nhiễm trần tục, tham sân tật đố ngã mạng cống cao, còn đầy dẫy những thói hư tật xấu. Ngay bây giờ chân thật nhận ra khuyết điểm của mình để sửa đổi đi, quý vị. Xin mạn phép kể cho toàn thể quý Phật tử đây nghe một câu chuyện. Và câu chuyện đó chắc hẳn quý Phật tử đã từng nghe trong tác phẩm của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Trong tác phẩm này Hòa Thượng kể lại có một người nọ ở núi non tu hành cùng với sư phụ của mình thời gian mấy năm. Một hôm người ấy mới thưa với sư phụ mình: bạch thầy, con nghĩ rằng đạo Phật là đạo nhập thế, tức là vào đời để cứu độ chúng sinh, mà chúng ta lại ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc núi rừng hoang vắng như thế này thì làm sao thể hiện được tinh thần nhập thế của đạo Phật. Cho nên con xin thầy cho con xuống núi cứu dân độ thế. Trước khi ra đi, vị thầy mới trao cho người đệ tử của mình một thanh kiếm báo có công năng là để diệt yêu trừ ma, và một chiếc gương thần có công năng soi chiếu nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người nào. Có những khi người đó mang một cái lớp ở bên ngoài là người đạo mạo đức hạnh, nhưng mà lại bên trong là loài yêu tinh quỷ quái nữa. Cho nên vị sư phụ đó đã tặng cho đệ tử của mình chiếc gương thần soi chiếu để nhận diện rõ đâu là chánh tà ma và Phật. Nhận hai cái bảo bối của sư phụ trao cho, người ấy xuống núi và thực hiện theo tinh thần nhập thế của đạo Phật vào đời để cứu độ chúng sinh. Nhờ chiếc gương thần đó mà ông ta gặp ai soi gương vào mặt người đó và nhận diện rõ người này là chánh nè, người kia là tà nè, người này là thiện nè, kẻ kia là ác, kẻ này là ma và người kia là bậc hiền bậc thánh. Và trải qua không biết bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn trần lao sinh tử ấy, người ấy cũng làm rất nhiều việc tốt lành, diệt yêu trừ ma. Một hôm nhớ về cảnh tịch mịch của núi rừng hoang vắng và thời gian xa sư phụ, xa huynh đệ quá lâu rồi, người ấy trải qua không biết bao nhiêu chặng đường. Có những lúc người ta hoan nghênh chào đón, nhưng có những lúc khi đi đến nơi bị người ta nhục mạ, chỉ trích, chê bai, nói xấu. Cho nên cũng chán ngán trong chốn trần lao này lắm rồi, muốn trở về nơi núi rừng hoang vắng thăm lại chùa xưa, thăm lại sư phụ của mình và cùng sưởi ấm nơi đạo tràng thanh tịnh ngày nào, sống trong niềm an lạc hạnh phúc. Khi trở về,
thì bỗng dưng con đường xưa, con đường mòn đi lên núi, cảnh vật còn đó, nhưng có một đôi cánh cửa nó cài khóa chặt lại, cản bước chân không về chùa được. Người này mới dừng lại nói: lạ kỳ, dẫn con đường này mà ngày xưa mình đi có bao giờ có cửa đóng then cài đâu, mà hôm nay lại có cửa đóng then cài ngăn cản bước chân của mình, dùng thanh gươm báo để chém chặt ổ khóa nhưng vẫn không thể nào tháo mở được. Đành phải ngồi lại bên vệ đường chờ đợi coi ai đó từ trên núi xuống hoặc là từ dưới núi lên để mình hỏi coi còn con đường nào đi nữa hay không, bởi vì lúc này cửa tùng đôi cánh đã gài lại rồi, cản bước chân đi rồi. Đang ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường, bỗng dưng thấy một người sư đệ năm xưa của mình từ ở dưới chân núi đi lên trên. Người kia mới đứng dậy hỏi: sư đệ sao lạ kỳ, bao nhiêu năm nay sư huynh ra đi, hôm nay trở về, tại sao chùa của chúng ta lại có cửa đóng then cài như thế này? Thì người sư đệ mới thưa rằng: sư huynh ơi, sư huynh nhiều năm ra đi, chắc hẳn sư huynh đã quên rồi. Ngày xưa đôi cửa tùng này vẫn cài chặt, và sư phụ của chúng ta có nói rằng nếu người nào thanh khí thì đi ngang đây tự cửa nó mở ra, còn trược khí, cái khí mà bị trược, bị dơ thì đi đến đây đôi cửa tùng lại khóa chặt lại. Nói xong thì người sư đệ bước đến thì quả nhiên đôi cánh cửa tùng mở rộng chào đón bước chân ông ta. Lúc này người sư huynh mới nghĩ, không lẽ bao nhiêu năm mình nhập thế độ sinh, đi đến đâu cũng đem lại niềm vui, cứu khổ cho chúng sinh, mà hôm nay mình trở về, mình bị trược khí rồi hay sao mà đôi cửa tùng khóa chặt, cản trở bước chân của mình vậy. Ông ta lúc này mới nhớ lại chiếc gương thần. Bao nhiêu năm mình dùng chiếc gương đó mình soi, mình chiếu người ta không à, mà mình chưa có một lần nào dùng gương để soi rọi nhìn lại bản thân mình là ai. Cho nên ông ta mới rút trong cái đải ra, đưa chiếc gương thần ở trước mặt. Và khi đưa trước mặt của mình soi vào đó thì ông ta kêu rằng: trời ơi, tôi thành quỷ hồi nào vậy? Kính thưa quý vị, câu chuyện của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh viết trong tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài gửi gắm cho chúng ta điều gì vậy? Chúng ta cũng có lúc giống như nhân vật trong câu chuyện trên, tối ngày cứ đi soi bói người ta, coi cái bà này bà tu sao vậy ta, bà đi chùa, bà đi Phật thất, bà tham dự khóa tu quá lâu rồi mà không biết bà tu cái kiểu gì. Còn cái ông kia sao ông đi chùa, ông ăn chay, ông niệm Phật mấy chục năm mà ông còn sân si nóng nảy. Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy người, soi bói người mà không nhìn lại mình đi, coi mình là ai vậy quý vị? Có những lúc nhìn lại mình rồi thì hỡi ơi, giống như nhân vật trong câu chuyện mà Hòa Thượng đã nói, tôi thành quỷ hồi nào vậy đó quý vị. Hãy nhìn lại mình, soi rọi lại mình, người đó gọi là chân thật với chính mình. Khi biết rõ khuyết điểm của mình rồi thì lúc này chúng ta cần phải chuyển hóa, sửa đổi đi quý vị. Tu hành là vậy đó. Và chúng ta phải sống chân thật với tất cả mọi người. Chân thật với tất cả mọi người nghĩa là sao? Nghĩa là ai đối với ta như thế nào, có đối xử tệ bạc với ta, chơi xấu ta, nhục mạ ta, vu khống ta, phá hoại ta, nói xấu ta, nhưng ta vẫn đem cái tâm từ bi bình đẳng đối xử tốt đẹp với họ, vì ta biết rõ rằng mỗi ác nghiệp ta gây tạo đây là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu. Tin vào nhân quả, ta vẫn đối xử chân thành, tốt đẹp với tất cả mọi người. Và dù ai đó có đối như thế nào, hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Nghe quý vị, ta có thể lừa dối tất cả mọi người bằng trò bịp bợm gian xảo,
Nhưng ta không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả đâu quý vị ơi. Mỗi người chúng ta là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình. Ta trồng dưa, ta được dưa, trồng đậu, được đậu, gieo nhân nào gặt hái quả báo đó. Cho nên chân thật đối xử tốt đẹp với mỗi người đó chính là lời Phật dạy. Ngày xưa có một vị vua nọ, ông vua này không có con trai để nối ngôi trị nước, chỉ có một cô công chúa. Khi công chúa đến tuổi trưởng thành, nhà vua mới kén chọn phò mã. Vị phò mã tương lai đó sẽ là một vị quốc vương sau này để cai trị trăm họ. Nhưng nhà vua là một người Phật tử thuần thành mến đạo, cho nên tiêu chuẩn chọn phò mã của nhà vua không phải là người giỏi về văn chương, về võ nghệ, mà nhà vua truyền lệnh tất cả thần dân trăm họ từ 18 đến 20 tuổi được quyền tham dự cuộc thi kén chọn phò mã này, và đến ghi tên danh sách rồi, nhà vua trao cho mỗi người một nắm hạt giống, bảo rằng đem về gieo trồng đi. 3 tháng sau đem kết quả đến, nhà vua sẽ mở một cái cuộc thi và kén chọn phò mã, đem cái kết quả đến, ai làm vừa mắt nhà vua thì nhà vua chấm trúng tuyển được đậu. Cái cuộc thi này quá dễ, mà nhất là những người nông dân. Những người nông dân là trúng tủ luôn rồi, bởi vì một nắm hạt giống họ đem về họ gieo. 3 tháng sau, ngày mà nhà vua mở cuộc thi, ngày đó giống như là lễ hội trăm hoa đua nở, ai cũng hăm hở ôm trên tay của mình đó là chậu hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương, đủ loài hoa. Mà họ lại uốn nắn bằng cái bàn tay điêu luyện của họ, hình con phụng nè, hình con công nè, hình con rồng, đẹp tuyệt tác. Thế mà nhà vua chấm rớt, rớt, rớt sạch hết quý vị. 3 ngày như vậy đều rớt hết. Rồi sao đây? Tiêu chuẩn của nhà vua chọn lựa là tác phẩm như thế nào? Ai cũng ngạc nhiên. Nhưng cái ngày cuối cùng để kết thúc cuộc thi, vua vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ trong đất nước của ta đây không chọn được người, một người thật sự hay sao? Người mà nhà vua muốn chọn với tiêu chuẩn gì vậy thưa quý vị? Bỗng dưng đang lúc tuyệt vọng, nhà vua thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi, nhà nghèo lắm, ở gần chùa, hàng ngày đi đến chùa làm công quả, rồi được sự giúp đỡ trợ duyên của chư Tôn Đức, chư Tăng ở chùa đây hỗ trợ cho học hành ở tại nơi chùa, vừa làm công quả, vừa công phu bái sám, vừa đi học. Anh chàng ta ôm một cái chậu không, trong đó không có một cái cây gì hết, đi đến trước bệ rồng quỳ xuống và thưa rằng muôn tâu bệ hạ, chính tay bần dân đây nhận được một nắm hạt giống từ bệ hạ trao cho. Bần dân đã gieo vào trong cái chậu này mà 3 tháng qua chăm sóc, dung phân, tưới nước, nó không lên cây nào hết. Anh chàng ta trước bệ rồng ôm cái chậu không đặt xuống và nói như vậy, bao nhiêu người đều cười ồ lên. Ngốc ơi là ngốc, vậy mà cũng đòi đi thi, cũng đem đến đó để mà dự thi. Không ngờ trước bệ rồng nhà vua bước xuống đỡ anh ta và bảo rằng: người đã trúng tuyển rồi. Trúng tuyển rồi, tại sao vậy? Mọi người trố mắt ngạc nhiên nói: vậy thì nhà vua chấm trúng tuyển với tiêu chuẩn gì? Nhà vua bảo rằng: các ngươi toàn là giả dối hết, nắm hạt giống mà ta đã trao cho các ngươi đã răng chín hết rồi, thì làm gì có cơ hội nảy mầm đơm qua mà đem đến đây chấm điểm. Chẳng qua anh chàng lương thiện thật thà này ôm cái chậu không đến, ai cũng cười rộ lên. Nhưng mà người này quả thật là người chân thật, cái tiêu chuẩn chúng ta chọn làm phò mã và truyền ngôi cho, đó là cái tiêu chuẩn của một con người mang phẩm chất chân thật đó quý vị ơi. Nếu như anh chàng quê mùa kia nhờ được cái phẩm chất chân thật mà đã được làm phò mã và nối ngôi trị nước,
thì quý vị cũng nên nhớ, chính cái phẩm chất chân thật này, nếu chúng ta nuôi dưỡng và phát triển, đó là tố chất căn bản để đưa quý vị đạt đến cứu cánh của sự giác ngộ giải thoát. Đó là lời Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị. Anh chàng này được trúng tuyển làm phò mã. Nếu quý vị muốn được trúng tuyển vào trường thi làm Phật thì phẩm chất cao quý thứ nhất không thể thiếu, đó là sự chân thật quý vị ơi. Và nên nhớ một điều rằng chân thật thì không bao giờ hư dối. Và dù cho ai đó họ có nói đó là phi chân thì chân thật vẫn là chân thật mà thôi. Ngày xưa học trò của Khổng Phu Tử đó quý vị rất là đông, nhưng mà người học trò Khổng Phu Tử yêu quý nhất đó chính là Nhan Uyên. Một hôm Nhan Uyên đang đi trên đường gặp một đám đông tụ tập trước một cửa tiệm. Nhan Uyên mới thấy người ta la lớn tiếng cãi vã với nhau, dừng chân lại coi sự việc gì xảy ra. Bước đến nơi thì Nhan Uyên mới nghe rõ ràng cái ông chủ tiệm bán hàng đó nói với người khách mua hàng rằng ông phải trả cho tôi 24 đồng, bởi vì 3 lần 8 là 24. Lúc này cái người khách mua hàng nói: ai bảo ông 3 lần 8 24 vậy? 3 lần 8 là 23. Ông ta cho rằng 3 lần 8 là 23. Mà ai nói kiểu nào ông ta cứ cự cãi khăng khăng nói 3 lần 8 là 23. Nhân Uyên bước đến thấy người khách cự cãi vô lý như vậy, cho nên mới bảo rằng: ông ơi, ông chớ có hồ đồ. Đứa con nít học tiểu học nó vẫn biết rằng 3 lần 8 là 24, tại sao ông hồ đồ lại bảo rằng 23 mà cãi với người ta? Trả cho người ta 24 đồng đi. Người khách mua hàng quay lại nói: ông là cái thá gì mà ông nói tôi tin sao? Trên đời này cái người mà tôi tin cậy nhất, đáng tin nhất, không ai bằng Khổng Phu Tử. Chỉ có Khổng Phu Tử nói thì tôi mới tin thôi, còn các vị làm sao tôi tin được? Dù cho các vị có nói là 3 lần 8, 24, 25 gì tôi cũng không tin. Chỉ có Khổng Phu Tử nói tôi mới tin lời của ông ta. Thì Nhan Uyên mới bảo rằng: nếu ông nói như thế thì tôi cùng ông đi đến gặp Khổng Phu Tử để nghe lời chân thật của ông ta nói. Nếu như Khổng Phu Tử nói 3 lần 8, 24 rồi ông tính sao đây? Người khách mua hàng mới nói: nếu đến nơi Khổng Phu Tử bảo rằng 3 lần 8 là 24 thì tôi sẽ tự tay chặt cái đầu mình rơi xuống đất. Ông cam kết khăng khăng là 3 lần 8, 23. Mà nếu đến nơi Khổng Phu Tử nói là 24, ông sẽ tự tay chặt đầu mình. Rồi ông hỏi lại Nhan Uyên: nếu đến Khổng Phu Tử nói rằng 3 lần 8 là 23, ông nghĩ sao? Nhan Uyên nói: nếu Khổng Phu Tử nói 3 lần 8 23 thì tôi sẽ dỡ cái mũ quan xuống, từ quan ngay lập tức. Hai người mới đi đến gặp Khổng Phu Tử. Lúc này Khổng Phu Tử quay lại bảo với Nhan Uyên nói rằng: Nhan Uyên ơi, ông sai rồi, 3 lần 8 23. Lúc này Nhan Uyên bủng rủng bờ rời: tại sao vậy? Hồi nào tới giờ thầy mình là một đại trượng phu nam tử, không sợ bất cứ một thế lực nào. Gã này có cái gì đâu, có uy quyền thế lực gì đâu mà lại sợ gã. Mà dù cho có thế lực uy quyền, thầy của mình từ trước đến nay không sợ ai cả mà. Hay là ông ta già rồi, ông ta lẫn lộn hồ đồ quên? Trong lòng bức xúc khó chịu lắm. Nhưng mà nghe Khổng Phu Tử nói 3 lần 8 23 và bảo rằng: Nhan Uyên ơi, ông sai rồi, ông thua rồi, dỡ mũ quan, lột mũ quan xuống đi. Nhan Uyên mới lột cái mũ quan, cúi đầu xuống nói: tôi sai rồi, vì 3 lần 8 23. Mà trong lòng không chấp nhận, trong lòng không phục. Người khách kia quay lại bái phục Khổng Phu Tử nói: bởi vậy tôi nói trên đời này chỉ có Ngài là người nói lời chân thật thôi. Rồi cái ông ta cáo biệt ra về. Lúc ấy Nhan Uyên khó chịu trong lòng, quay lại mới thưa thầy: con xin phép về quê nghỉ học. Nghỉ học luôn, về quê. Khổng Phu Tử biết rõ tâm niệm của người học trò đang nghĩ gì, xin nghỉ học là lý do gì biết hết mà không nói.
Khổng Phu Tử mới bảo rằng nếu con muốn về quê nghỉ học thì thầy có hai câu này tặng con nha. Câu thứ nhất đó là ngàn năm dưới bóng cổ thụ đừng núp mưa. Câu thứ hai, sát nhân chưa rõ mặt đừng động thủ. Đó là hai câu mà thầy tặng cho con đó. Rồi đi về đi. Nhân Nguyên nghe hai câu đó, trên đường rảo bước về quê, lòng cứ tư duy mãi. Ngàn năm dưới bóng cổ thụ đừng núp mưa đó là gì? Sát nhân chưa rõ mặt đừng động thủ là ý nghĩa gì? Không hiểu luôn. Lúc này ông ta rảo bước đi về thì trời ở bên ngoài giông gió mây đen kéo đến ùn ùn và một trận mưa đổ xuống. Lúc đó ông mới chạy vào trong dưới gốc cổ thụ định là núp mưa nơi đó. Bỗng dưng ông nhớ chực lại, ngàn năm dưới bóng cổ thụ đừng núp mưa. Thầy mình dạy như vậy cho nên ông ta mới tránh khỏi cái bóng cổ thụ đó. Mới vừa đi mấy chục mét thì nghe một cái đùng sét đánh trái cái cây cổ thụ ngã luôn quý vị. Lúc này Nhan Nguyên nói, sao mà cái ông thầy của mình ông hay dữ vậy? Ông tiên đoán, ông tặng mình một lời này mà cứu được mạng của mình. Nếu mà mình không nhớ lời thầy dặn coi như chết chắc rồi. Còn cái câu thứ hai, sát nhân chưa rõ mặt đừng động thủ là sao? Cũng không hiểu nữa. Ông mới rảo bước trở về nhà của mình. Lúc đó trời đã nửa đêm rồi. Ông nhẹ nhàng mở cửa vào bên trong. Mới bước chân vào trong phòng của mình thì một cảnh trạng làm cho ông giận run người. Đội văn phu dâm phụ, tại sao đợi lúc ta vắng mặt, thừa cơ hội đó mà làm những chuyện tồi bại? Vợ của ông ta nằm trên giường trùm mền ôm một người nữa. Ông ta mới nói, đội văn phu dâm phụ dám làm những chuyện tài trời tồi bại, các ngươi sẽ chết. Rút gươm ra định giết hai người nằm trên giường, tưởng rằng vợ mình ngoại tình. Nhưng mà là chợt nhớ lại cái câu thứ hai thầy của mình tặng cho mình, sát nhân chưa rõ mặt đừng động thủ. Nhân Nguyên mới lấy cái thanh gươm đưa vào vỏ trở lại, rồi mới bước đến gần, đốt ngọn đèn lên, giật cái mền và bảo rằng, đội văn phụ dâm phụ kia ngồi dậy mau. Vừa nói như vậy thì hai người nằm trên giường chồm ngồi dậy. Dưới ngọn đèn trong đêm hôm, ông nhìn kỹ, một người là vợ của mình và người kia là em gái ruột của mình. Khổng Phu Tử đã dạy và nhìn rõ mặt coi. Mới kêu dậy thì hai người ngồi dậy, một người là vợ mình, một người là em gái mình. Nếu không nhớ lời dạy của thầy xem như hai mạng người nữa bị chết. Mà người đó là ai? Là người thân yêu nhất trong cuộc đời của ông ta, vợ của ông ta, em gái của ông ta. Ông ta mới bảo rằng, em làm gì vào phòng của anh chị ngủ vậy? Người em gái nói, vì ngoài trời mưa bão quá, nhà chỉ có một mình cho nên em sợ quá, em mới vào phòng ngủ chung với chị dâu chị em hủ hỉ cho đỡ sợ. Lúc này Nhan Nguyên trong lòng rất là thán phục. Sao ông thầy của mình ổng hay dữ vậy ha? Ông tặng cho mình hai câu mà cứu được ba mạng người. Sáng hôm sau, rảo bước trở về gặp Khổng Phu Tử liền. Khi đến nơi gặp Khổng Phu Tử, Nhan Uyên quỳ xuống đảnh lễ tạ ơn thầy tặng cho con hai câu giá trị. Đã cứu giúp được ba mạng người. Nhưng thầy ơi, sao thầy tuyệt vời như vậy? Thầy có thể tiên đoán, có thể biết trước như vậy. Mà tại sao thầy lại hồ đồ nói rằng 3 lần 8 = 23? Xin thưa quý vị, trong lòng còn tức nha. Tại sao cái gì cũng biết hết, minh triết như vậy đó, sáng suốt như vậy đó, tiên đoán như thần vậy đó. Vậy mà tại sao thầy lại hồ đồ nói rằng 3 lần 8 = 23? Lúc này Khổng Phu Tử mỉm cười từ tốn và nói rằng, Nhân Nguyên ơi, nếu ta nói 3 lần 8 = 23 có mất mát gì không? Chẳng qua ông chỉ cần lột cái mũ quan cúi đầu nói tôi sai rồi thôi. Còn nếu ta nói rằng 3 lần 8 = 24, một mạng người một cái đầu rơi xuống đó Nhan Nguyên ơi. Trên đời này
mạng người là quan trọng nhất, sống phải có tình người, sống phải có lòng nhân. Và Nhân Nguyên ông nên nhớ rằng chân lý vẫn là chân lý, lẽ thật vẫn là lẽ thật. Muôn đời ai cũng nói 3 lần 8, 24 chứ không phải là 23, phải không quý vị? Đâu phải vì hôm nay ta nói 3 lần 8, 23 mà nó trở thành 23 đâu. Muôn đời chân lý vẫn là chân lý, lẽ thật vẫn là lẽ thật mà thôi. Xin thưa quý vị, chân thật thì bất hư. Dù cho chúng ta sống một đời sống chân thật mà ai nói ngã, nói nghiêng, họ nói ta vô lý, phi lý thì không phải do vì lời nói của họ phi lý, vô lý mà chân lý trở thành phi lý, vô lý. Và cũng không phải phi lý, vô lý mà họ nói rằng chân lý sẽ trở thành chân lý đâu quý vị. Nên nhớ điều đó, để rồi trong cuộc sống hiện tại chúng ta phát nguyện học Phật rồi thì phải nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất cao quý thứ nhất. Đó là gì? Chân thật, quý vị ơi. Ai sống đời chân thật, quý vị đi đến đâu cũng được niềm tin nơi tất cả mọi người. Còn quý vị không chân thật với chính mình thì đừng hòng ai chân thật với mình nha. Lừa dối mọi người thì đừng mong rằng trong cuộc đời của mình có người nào thành thật với mình, không có đâu quý vị. Đó là phẩm chất cao quý thứ nhất mà người tu chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển. Nếu tất cả quý liên hữu trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp hôm nay thấy được cái giá trị cao quý của sự chân thật, đem lại niềm an lạc, hạnh phúc thiết thực cho mình, cho người ngay trong hiện tại và cả tương lai, thì quý vị hãy dâng cao một tràng pháo tay thay cho lời phát nguyện thực hành. Phẩm chất cao quý thứ hai của người tu đó là kiên nhẫn. Thưa quý vị, đường đời cũng như đường đạo, không phải lúc nào chúng ta đi đến đâu cũng được người ta trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu nghe quý vị. Mà đường ta đi lắm nhiều gian nan, trắc trở, chướng ngại vật. Nhưng nếu quý vị kiên định, nhẫn nại, quyết tâm, một đường ta cứ bước đi dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng có thể mòn quý vị ơi. Trong 8 sức mạnh ở trên thế gian này gọi là bát dũng lực, Đức Phật đề cập sức mạnh của đứa con nít đó là gì? Là tiếng khóc của nó. Chỉ cần đứa con nít nó khóc lên thì dù cho người nào nghe được tiếng khóc của nó cũng chạy đến coi đứa bé này nó bị cái gì mà nó khóc vậy. Tiếng khóc chính là sức mạnh của đứa con nít. Sức mạnh của người phụ nữ đó là gì? Đó là sự giận dỗi, làm bộ giận cho người ta đến năn nỉ mình. Sức mạnh của kẻ trộm, kẻ cướp đó là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa đó là uy quyền. Sức mạnh của người có học đó là đa văn. Sức mạnh của một người tu đó là nhẫn nại quý vị. Đức Phật dạy nhẫn chính là sức mạnh của người tu. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật bảo rằng trong vũ trụ này cái nào là mạnh nhất? Chỉ có nhẫn nại là sức mạnh lớn nhất quý vị ơi. Nhẫn, 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 trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn, 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 bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Và chữ nhẫn nó thường đi đôi với chữ nhục, cho nên nhiều người nói ai nhẫn thì người đó bị nhục. Sai rồi, định nghĩa như vậy sai ý nghĩa rồi quý vị ơi. Không phải người nhẫn nhịn là chịu nhục đâu, mà nói hai chữ nhẫn nhục đi chung với nhau để nói rằng kẻ sĩ ở trên thế gian này họ thà chết chứ không chịu nhục. Còn đối với người tu học Phật Pháp chúng ta, dù ai làm nhục mình vẫn nhẫn được, cho nên gọi là nhẫn nhục đó quý vị ơi. Ngày xưa quý vị đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc thầy trong ba cõi. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đi đến đâu người ta cũng hoan nghênh chào đón Ngài.
gần 5 thập kỷ chu du giáo hóa của Đức Phật, từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh, bước chân của Đức Phật đi đến đâu ban rải ánh sáng chân lý, giúp cho chúng sinh chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Ngài gặp không biết bao nhiêu chướng ngại trên cuộc hành trình hoằng pháp lợi sinh đó. Có những lúc Ngài bị ngoại đạo phá hoại, thậm chí trong hàng đệ tử của Phật cũng hãm hại Phật nữa, như Đề Bà Đạt Đa rắp tâm hại Phật. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có ghi nhận câu chuyện. Một hôm Đức Thế Tôn vào thành khất thực, ông Bà La Môn đó, ông đi theo sau, ông kêu đích danh Ngài, ông nhục mạ bằng những lời thô tục. Vậy mà Đức Thế Tôn vẫn an nhiên bất động. Ông ta chửi từ sáng tới trưa mà Thế Tôn không phản ứng gì cả. Ông mới chặn đường lại bảo rằng: này Sa Môn Cù Đàm, ta chửi ông từ sáng tới giờ, tại sao ông có điếc không mà ông không trả lời lại? Đức Thế Tôn của ta nói rằng: ta không điếc, ta có nghe. Ông Bà La Môn nói: nếu không điếc tại sao ông không trả lời, không phản ứng gì cả? Đức Phật mới hỏi ông Bà La Môn: vậy chứ, này Bà La Môn, giả như hôm nay nhà của ông có tiệc, ông mời khách đến nhà để dự tiệc, ông đem phẩm vật ra tặng cho người khách đó mà người khách đó không nhận thì phẩm vật kia ông làm gì? Ông Bà La Môn nói: nếu ta đem phẩm vật tặng cho ai, người đó không nhận, ta lấy về. Đức Phật nói: vậy thì từ sáng đến giờ ông tặng cho ta cái gì ta không lấy đâu, ông lấy về đi. Ngài an nhiên bất động như vậy mà Ngài gặp không biết bao nhiêu nghịch cảnh, đường tu nhiều gian khổ, ma chướng trải hằng xa, nghịch thuận duyên khảo đảo, thương ghét nợ quan gia. Đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy. Nếu quý vị muốn thực hiện hết cuộc hành trình mà mình đã chọn lựa thì chỉ có một chữ nhẫn là vượt qua tất cả thôi quý vị ơi. Hãy nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất cao quý luôn kiên trì nhẫn nại, dù ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Hãy nhẫn nại ôn hòa mỗi khi gặp tức giận, luôn bình tĩnh sáng suốt, dù ở trong cảnh ngộ nguy nan. Nếu bạn tự có tâm an, ở đâu cũng thấy như đang ở chùa. Ngược lại, bạn đang ở chùa đây, đang ở trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, mà nếu bạn không nhẫn nại được, không bình tĩnh sáng suốt, thì xin thưa bạn, để cho lòng tham sân, ích kỷ, ngã mạn tật đố, nó sẽ đưa mình vào trong cảnh giới của ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó quý vị. Con xin mạn phép kể câu chuyện. Có một hôm vị Kim Cang Thượng Sư tu về mật tông, ở trong pháp hội đạo tràng, một người cư sĩ đến đảnh lễ Ngài, xin cho con được xuất gia. Bao nhiêu năm nay con học Phật, tu Phật, nỗ lực chuyển hóa bản thân mình và đã khắc phục bản thân mình có thể bình tĩnh dù ở trong cảnh ngộ nào vẫn không sân giận. Kim Cang Thượng Sư mới hỏi: vậy chứ cái phẩm hạnh đặc biệt của ông là nhẫn nại không sân giận ư? Quá tốt, ta sẽ cho ông ở đây để nhập chúng cùng tu. Vừa làm lễ xuất gia xong rồi thì ngày hôm đó lên pháp tòa để giảng kinh. Hàng đệ tử ngồi ở dưới nghe. Vị Kim Cang Thượng Sư này mới tuyên bố với đại chúng: hôm nay ta cảnh báo cùng toàn thể đại chúng nha, đạo tràng của ta từ trước đến nay trang nghiêm thanh tịnh, tăng chúng sống chung với nhau bằng tinh thần thanh tịnh và hòa hợp. Nhưng đạo tràng của chúng ta hôm nay ta cảnh báo rằng có một tên đạo chích xuất hiện rồi, và tên đạo chích đó không ai xa lạ, hắn đây, chỉ ngay cái ông mà nói rằng con tu hạnh nhẫn nhục đó. Cái tên đạo chích đó đã xuất hiện trong đạo tràng của chúng ta rồi, hắn đây, chỉ ngay mặt ông ta. Ông ta đỏ mặt lên nhưng mà ráng nhẫn, 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 tại vì mình tu hạnh nhẫn mà, ráng nhẫn, nhẫn, nhẫn. Mọi người nhìn ông ta xấu hổ dữ lắm. Tại sao vậy? Tại sao cái ông thầy của mình trước đại chúng mà lại sỉ nhục mình, vu khống mình như vậy? Nhưng mà nhẫn, 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 cố gắng đè nén chịu đựng.
Qua ngày hôm sau, trước đạo tràng, trước pháp hội đông người, Kim Cang Thượng Sư lại bảo rằng: ta cảnh báo các ông có nghe không? Hôm qua ta nói rồi đó, đạo tràng của chúng ta bây giờ đã xuất hiện cái tên đạo chích rồi, mà cái tên này nó gian manh dữ lắm nha. Nó gian manh, nó lừa đảo, mà nó dối gạt người ta bằng những trò bịp bợm lắm. Cho nên các ông, tất cả tứ sự cúng dường vật phẩm gì của các ông cẩn thận đề phòng cái tên đạo chích này, chỉ ngay mặt nữa rồi. Ông này, ông nghe, cái ông nói: nhẫn, 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 ráng, nhẫn, nhẫn, nhẫn. Cũng cố gắng đè nén nhẫn nại. Đến ngày thứ ba, trước đạo tràng, thì Kim Cang Thượng Sư lại tiếp tục nói nữa: ta đã cảnh báo các ông rồi, cái tên đạo chích này nó rất là gian xảo, các ông có đề phòng cẩn thận không? Hắn làm đủ trò hết đó, hắn ngồi nơi đây, nhưng mà thật sự cái tâm của hắn đang lén lút để đi vào phòng, để ý đến những cái đồ đạc của các ông đó. Các ông cẩn thận đề phòng cái tên đạo chích này nghe. Vừa nghe xong rồi thì người học trò đệ tử mà nổi tiếng nhẫn nhục tu cái hạnh đó mới đứng dậy bảo rằng: ông có im mồm hay không tôi đập vô mặt ông bây giờ. Thì lúc này Kim Cang Thượng Sư mới nở một nụ cười: sức nhẫn của ông ta đã biết rồi. Sức nhẫn của ông ta đã biết rồi. Thưa quý Phật tử, nhưng chúng ta cũng tán thán người kia bằng một tràng pháo tay đi. Bởi vì ba lần, phải không quý vị? Ông ta phải trải qua ba lần khảo hạch, bị người ta chà đạp cái tự ngã của mình, mà ba lần như vậy mới phản ứng. Còn mình được mấy lần? Xin thưa quý Phật tử, mình được mấy lần? Vừa đối duyên xúc cảnh, một lời nói trái tai, một hành động chướng con mắt là chúng ta phản ứng liền, quý vị ơi. Hàng ngày sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần đó, không biết bao nhiêu cảnh duyên ở bên ngoài. Chúng ta không làm chủ lấy chính mình, không bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, cho nên mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng, não phiền chẳng yên, tam bành lục tặc đảo điên, ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Quý vị ơi, hãy làm chủ bản thân mình trước mọi hoàn cảnh, làm chủ sáu căn là phương cách tu hành mà chư Phật dạy chúng ta trong tất cả các bộ kinh. Phật dạy rằng chúng ta hàng ngày cẩn thận đề phòng sáu tên giặc nó theo sáu cái cửa ngõ. Sáu tên giặc đó là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó theo sáu cái cửa ngõ đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn của chúng ta đó. Nó sẽ len lỏi vào để cướp đi tất cả những thánh tài, công đức du lậu của ta. Cho nên cẩn thận đề phòng, làm chủ sáu căn và nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh nghe quý vị. Làm sao chúng ta có thể nhẫn nại được? Nói thì dễ mà làm khó lắm quý vị ơi. Làm rất là khó. Có một vị cư sĩ đi đến chùa, thấy ở trong chùa treo một cái bảng mà bằng chữ Nho, chữ Hán đó quý vị, mà viết theo kiểu thư pháp ngoằn ngoèo. Cho nên người cư sĩ này không biết, mới đến thưa hỏi một cái vị quản chúng ở trong chùa, mới hỏi thầy: thầy, thầy cho con hỏi cái bảng đề cái chữ đó mà con không biết cái chữ đó là chữ gì vậy thầy? Thì cái vị thầy này nổi tiếng ở trong chúng mọi người kính trọng là thầy tu cái hạnh nhu hòa nhẫn nại. Cho nên thầy mới trả lời: cư sĩ ơi, đó là chữ nhẫn đó. Ở trên nó có cái bộ đao, ở dưới có bộ tâm. Chữ Hán á, trên là bộ đao, dưới là bộ tâm. Người mà không đối duyên xúc cảnh mà không nhẫn được thì coi chừng con dao nó nhấp xuống một cái là trúng trái tim mình đó nha. Mà nếu nhẫn thì không có hề hớn gì cả. Nhẫn thì vượt qua hết tất cả. Đó là chữ nhẫn. Đi một đổi cái anh ta lại đứng ngay cái bức tranh nữa, nói: thầy thầy, nãy thầy nói cái chữ đó chữ gì con quên mất tiêu rồi thầy. Thầy lại từ tốn nói rằng: nhẫn đó Phật tử ơi, chữ đó là chữ nhẫn nha.
nhớ trong cuộc sống hàng ngày, dù gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào, chỉ có nhẫn là sức mạnh để giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Người cư sĩ này đảnh lễ thầy, cảm ơn thầy đã khai thị cho con đi ba dòng bốn đổi rồi cái quay trở lại thầy. Thầy nãy thầy nói chữ gì con quên nữa rồi. Mà cái vị cư sĩ này không phải làm một lần, hai lần, ba lần, quất lưng tới bảy lần. Hỏi bảy lần như vậy, đến lần thứ bảy thì vị thầy đó nói: người ngoái cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ nha, có một chữ nhẫn không mà nãy giờ hỏi bao nhiêu lần rồi, ngoái cái lỗ tai nghe cho kỹ rồi cút đi khỏi mắt ta. Vừa dứt lời thì người cư sĩ nói: vậy là nhẫn sao thầy? Thưa quý Phật tử, trong cuộc sống đời thường có những lúc chúng ta gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh, nhưng mà mình không làm chủ được, không nhẫn nại được, thì nếu không nhẫn được thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra quý vị ơi. Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị. Trên cuộc đời này kẻ hơn thì thêm oán, người thua ăn ngủ chẳng yên, hơn thua cả hai buông xuống hết đi mới có được một giấc ngủ an lành. Nếu quý vị muốn sống một đời sống bình an và hạnh phúc, chỉ một chữ nhẫn là một sức mạnh để giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Đâu quý Phật tử xét lại coi, ngày chúng ta mới phát bồ đề tâm tu học Phật Pháp, nhờ năng lực của sự nhẫn đó mà giúp cho quý vị vượt qua hết mọi chướng ngại. Có khi gia đình chồng không cho đi chùa nè, có khi cha mẹ cản trở không cho đi chùa nè, đi chùa mà lén lút mà nói dốc mà nói xạo đủ thứ hết. Tôi đi đám giỗ, tôi đi đám hỏi, tôi đi đám thôi nôi, đám đầy tháng, nhưng mà thật sự vô chùa tu. Mà việc đi chùa học Phật nghe kinh là việc tốt mà vẫn bị chướng ngại. Mà nhờ sự nhẫn nại đó quý vị vượt qua những chướng ngại ở buổi đầu tiên phát tâm học Phật, để hôm nay tự do tự tại, không đi chùa. Ông chồng ông còn hỏi sao bữa nay không đi chùa nữa, phải không quý vị? Ông còn nhắc nhở mình sao bữa nay không đi chùa, mình đã vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại để đến với Phật Pháp rồi. Nhờ đâu vậy? Nhờ sự nhẫn nại. Rồi sau khi đến với Phật Pháp rồi học Phật, quý vị cũng phải nhờ năng lực của sự nhẫn nại để mình khắc phục mài dũa cái tự ngã của mình. Hồi đó mình ở nhà, mình làm ông, làm bà, làm chủ. Bây giờ mình là người Phật tử đi đến chùa học cái cách lễ phép khiêm cung, nhã nhặn đối với mọi người, phải không quý vị? Có khi có sai, có lỗi, có quấy gì là bị quý thầy khiển trách, huynh đệ đồng tu khiển trách nhắc nhở mình. Mình cũng phải nhẫn nại để tự mình chuyển hóa những thói hư tật xấu và mài dũa cái tự ngã của chính mình. Rồi khi quý vị thực hành cái hạnh Bồ Tát, nhờ năng lực của sự nhẫn nại đó đã giúp cho chúng ta phát triển được tình thương và làm tất cả mọi việc để đem lại sự lợi ích cho tha nhân, mà không phải việc làm đó dễ dàng làm được nếu thiếu đi năng lực của sự nhẫn nại. Và trên cái phương tiện tu tập hàng ngày và làm những việc Phật sự đó, quý vị cũng phải nhẫn nại rất là nhiều. Không phải lúc nào chúng ta cũng được thuận duyên thuận cảnh đâu quý vị. Chính nhẫn nại là chiếc áo giáp giúp cho chúng ta có thể song pha giữa lằn tên mũi đạn của cuộc đời. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã bảo rằng người tu học Phật Pháp thì người đó phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa của Như Lai. Vào nhà của Như Lai có nghĩa là nuôi dưỡng và phát triển tâm từ bi, chính là nhà. Mặc áo Như Lai đó là chiếc áo y phục nhu hòa nhẫn nhục. Và ngồi trên pháp tòa của Như Lai là dùng trí tuệ để quán thấy vạn pháp giai không, không thật, để buông xả một cách nhẹ nhàng. Quý vị hãy mặc chiếc áo giáp của Như Lai vào trong người của mình. Đó là sự nhẫn nại. Hãy nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất nhẫn nại, nhu hòa dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào, thì quý vị sẽ biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực, sẽ giúp cho chúng ta có được sức mạnh vượt qua tất cả những chướng ngại của dòng đời, thì thành công trên mọi lĩnh vực đó quý vị.
và phẩm chất cao quý thứ ba của người tu đó là gì? Đó chính là sự khiêm cung, khiêm hạ. Đây là thước đo của sự tu hành nha. Quý Phật tử đừng nói rằng tôi đi chùa, tôi ăn chay, tôi niệm Phật 20 năm, 30 năm, lấy thời gian đó để tính công đức với Phật. Không phải công đức tính đếm, đông đo tính đếm bằng thời gian đâu quý vị ơi. Mà công đức đó dựa vào cái phẩm chất, đó là sự khiêm cung, khiêm hạ. Nếu như quý vị học Phật, đi chùa, ăn chay, niệm Phật nhiều năm mà không có được cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, thì xin hứa xa với đạo, còn ở ngoài rào chưa có bước vào cửa được đâu quý vị ơi. Ngày xưa có một ông quan nọ nghe đồn ở trong làng có một người thợ may, may đồ tuyệt vời, may đồ quan phục rất là đẹp. Ông mới vừa về đó nhận chức quan, cái ông mới đến, ông mới nói: bác ơi, đo đạc để may cho tôi bộ đồ quan phục đi. Thì bác thợ may mới nói: bẩm quan, xin quan cho tôi biết quan làm quan bao lâu rồi. Cái ông quan này ông mới nói: mắc mớ gì, tôi làm quan bao lâu mắc mớ gì tới nghề nghiệp của ông. Ông là thợ may, tôi đến đây may đồ thì cái nghề của ông là chỉ đo đạc cắt may, mắc mớ gì hỏi tôi làm quan bao lâu chứ vậy. Người thợ may nói: bẩm quan, tại quan không biết, đây là cái kỹ thuật nhà nghề nha. Tôi may đồ lâu năm rồi, tôi biết kỹ thuật hết rồi. Nếu quan cho tôi biết, quan mới về đây nhậm chức quan, thì tôi sẽ may cái vạt trước ngắn, vạt sau dài. Ông quan ông hỏi: sao không may hai vạt bằng nhau mà lại vạt trước ngắn, vạt sau dài chứ vậy? Bác thợ may trả lời là: bởi vì quan mới về đây nhậm chức quan, cho nên lúc nào cũng khiêm cung, khom lưng lòn cuối để được thăng quan tấn chức, cho nên may cái vạt trước ngắn, vạt sau dài bù trừ lại cái khoảng quan khom lưng lòn cuối. Còn nếu mà quan cho tôi biết quan đã làm quan nhiều năm rồi, tôi sẽ may khác hơn. Ông quan hỏi: may khác hơn là sao? Bác thợ may nói: nếu quan nhậm chức lâu năm rồi thì tôi sẽ may cái vạt trước nó dài, vạt sau nó ngắn. Hỏi chi vậy? Bác thợ may nói: để bù trừ lại cái khoản mà quăng ẩn ngực trên đời. Đây không phải là kỹ thuật nhà nghề của bác thợ may không, mà đó là kỹ thuật để đông đo tính đếm cái sự tu hành của chúng ta. Thưa quý Phật tử, chỗ nào thấp nhất, chỗ đó cao nhất nghe quý vị. Mình giỏi có người giỏi hơn, người tự cao ngã mạn khoe khoang thì người đó xa với đạo. Và chính sự tự cao ngã mạn đó là hàng rào ngăn cách giữa mình và người. Nó sẽ làm chướng ngại cái sở tri, làm chướng ngại cái sự giác ngộ. Vì chúng ta cứ nghĩ rằng mình tài, mình giỏi, đâu có chịu hạ mình để học hỏi nơi ai mà cầu tiến. Do đó quý Phật tử ơi, núi này cao còn có núi khác cao hơn, mình giỏi có người giỏi hơn. Dù chúng ta có tài năng, có đức hạnh cỡ nào đi nữa, nhưng luôn luôn lúc nào cũng phải nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất khiêm cung, khiêm hạ quý vị ơi. Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài dạy cái phương cách để tu tạo công đức đây, không tốn tiền mà công đức vô lượng vô biên. Ngài bảo rằng trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép đó là đức. Nếu quý vị muốn tu tạo công đức trong tâm khiêm tốn và ngoài luôn lễ phép cung kính tất cả mọi người. Hạnh đầu tiên trong thập hạnh phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, dạy cho chúng ta về phương cách khiêm cung lễ độ đối với tất cả mọi người, cung kính tất cả mọi người. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sinh đều là Phật hết quý vị ơi. Dù rằng hôm nay chấp Phật nơi mỗi chúng ta, bản tánh Phật đó đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh phiền não che chắn lấp rồi, nhưng quý vị đừng khinh ai cả. Chẳng qua là bản tánh Phật nó đã bị quá nhiều mây mù phiền não che lấp, một khi họ phá vỡ lau chùi hết bụi bặm đó thì gương lòng sẽ hiện lộ ra, Phật tâm Phật tánh sẽ hiện lộ ra. Trong quá trình tu nhân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài thường tu cái hạnh mà trong Kinh Pháp Hoa đề cập đến thường bất khinh Bồ Tát.
Một vị Bồ Tát thường không khinh ai cả. Chúng ta đừng khinh bất cứ một người nào, mà luôn có lòng tôn trọng, cung kính, lễ phép, khiêm hạ đối với tất cả mọi người, thì nơi đây chúng ta sẽ tạo nên công đức vô lượng vô biên. Và đó chính là yếu tố đối nhân xử thế đắc nhân tâm đó quý vị. Xin kể quý Phật tử nghe, có một ngôi thiền viện tên gọi là Long Hổ. Long là rồng, hổ là cọp. Các vị thiền sinh trong ngôi thiền viện đó mới vẽ một cái bức tranh hình con rồng, hình con cọp. Sau khi bức tranh đã vẽ hoàn mãn rồi, các vị thiền sinh chưa vừa lòng, bởi vì còn khiếm khuyết cái gì đó mà không ai nhận ra chỗ khuyết điểm. Một hôm thiền sư Vô Đức, đó là thiền sư Thiện Chiêu đời nhà Đường, đi đến nơi thiền viện này. Các thiền sinh mới bước ra đảnh lễ ngài và thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, chúng con vẽ bức tranh Long Hổ, nhưng bức tranh đã hoàn thành rồi, chúng con chưa vừa ý, bởi vì thấy còn có một cái khiếm khuyết gì đó chưa hoàn chỉnh. Nhưng chúng con phàm phu mắt thịt, không biết rõ cái chỗ khuyết điểm ở chỗ nào, xin Hòa Thượng ghé mắt nhìn vào chỉ điểm cho chúng con tỏ tường. Thiền sư Vô Đức mới nhìn vào bức tranh xong, cái ngài tán thán trước nha: các ông vẽ tranh đẹp lắm, rồng giống như rồng thiệt vậy đó, cọp giống như cọp thật vậy đó, nhưng các ông chỉ biết được hình tướng của rồng, của cọp, các ông không biết được cái đặc tánh của rồng, của cọp. Cái chỗ đó là cái chỗ khuyết điểm. Các ông vẽ con rồng, cái đầu của con rồng các ông để nó trường ra phía trước quá, thì làm sao biểu trưng được cái khí thế mạnh mẽ của con rồng. Cái chỗ này là khuyết điểm nè. Vì con rồng nó muốn bay cao, bay xa, thì con rồng không phải cái đầu nó trường ra phía trước đâu, mà cái đầu của con rồng phải lui về phía sau một chút, con rồng đó mới bay cao, bay xa. Còn các ông nhìn đi, trong bức tranh này các ông vẽ con cọp, hình dáng, hình tướng thì đúng, đẹp, nhưng ông không biết được đặc tính của nó. Các ông vẽ con cọp, cái đầu nó nhổng cao lên như thế này, thì con cọp đó làm sao có thể nhảy cao, nhảy xa, cho nên nó không biểu trưng được cái khí thế mạnh hùng của con cọp ấy. Các ông muốn biết là cái chỗ khuyết điểm, ta chỉ cho các ông biết. Nương nơi đây ta dạy cho các ông cái đạo lý ở đời. Nếu rồng và cọp muốn nhảy cao, muốn bay xa, phải lùi đầu hạ, gục đầu xuống một chút. Thì ở đời các ông muốn được bay cao, bay xa, phải học cách khiêm cung, khiêm hạ, cúi đầu đi các ông ơi. Xin thưa quý vị, đây chính là phẩm chất cao quý của một người tu. Đạo đức ở chỗ này nè quý vị, chứ không phải thời gian năm tháng lấy đó mà tính công đức đâu. Chúng ta đến với đạo nhiều năm thì phải khiêm hạ, khiêm cung nhiều hơn. Có nhiều cư sĩ Phật tử học Phật nhiều năm đến chùa, không có lòng tôn trọng cung kính đối với chư Tăng. Cái vị cư sĩ này, ông học về tinh thần của kinh Bát Nhã. Ông đi đến chùa, cái ông nói rằng: Phật đồng không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật giấy không độ được con hai đuôi, chỉ có Phật tâm, Phật tánh là tồn tại trường cửu đối với thời gian. Cho nên ông đến chùa, ông gặp tượng Phật không lại. Do đó ông chỉ chủ trương Phật tâm, Phật tánh mà quên đi cái tướng quý vị. Và còn chấp vào đó mà đến chùa, đối trước Tam Bảo trang nghiêm không lễ Phật, gặp tăng cũng chẳng có xá chào. Lúc bấy giờ thiền sư Triệu Châu thấy ông này, ông ngông nghênh ngã mạn, tự cao tự phụ như vậy, muốn dạy cho ông ta bài học. Đi ngang qua mà vị cư sĩ này không đứng dậy xá chào Hòa Thượng. Thiền sư Triệu Châu mới chống gậy đứng lại hỏi: ông học cái đạo lý gì? Tiên học lễ, hậu học văn, ông học đạo lý gì mà thấy một vị trưởng lão Hòa Thượng đi ngang qua không biết đứng dậy xá chào? Quý vị biết vị cư sĩ trả lời sao không? Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng là người học đạo nhiều năm, ngày nào cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Con không đứng dậy chào mà cũng giống như đứng dậy chào vậy thôi. Nghe nói như vậy, thiền sư Triệu Châu đang cầm cái gậy chống đó,
đập vào người ông ta một gậy, cái ông ta đứng dậy sân lên rồi đỏ mặt. Hòa thượng, tôi nói như vậy sai chỗ nào mà hòa thượng đánh tôi? Hòa thượng phải nói cho ra lẽ nha. Thiền sư Triệu Châu mỉm cười từ tốn trả lời: sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc, ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi. Câm miệng liền, không thể nào trả lời được, cúi đầu đảnh lễ mà ra đi. Vì vị cư sĩ này học theo cái thói đời đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót chẳng ly một mãi trần đó quý vị. Chúng ta đừng nói Bát Nhã, nói thiền, nói đạo ở đầu môi chót lưỡi, mà cái phẩm chất đạo đức căn bản của người học Phật đó là sự khiêm cung khiêm hạ, lễ phép đó quý vị à. Dù hôm nay ta có danh vọng, có địa vị, có giàu sang hơn người đi nữa, nhưng lúc nào cũng khiêm cung lễ độ, nhún nhường đối với tất cả mọi người đi. Quý vị đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh chào đón. Và chính cái tố chất khiêm cung khiêm hạ đó là cái tố chất căn bản để dẫn đến thành công trong cuộc sống đó quý vị. Có một tiệm bánh ở tại đất nước Nhật Bản, người ta rất là ưa chuộng những cái bánh mà ở tiệm này làm ra, đắt dữ lắm, nổi tiếng luôn. Một hôm, buổi sáng hôm ấy thì nơi cửa tiệm bánh này rất đông khách, mà họ xếp hàng từ từ họ vào để họ mua bánh. Thì bỗng dưng có một gã ăn mày mình mẩy hôi dơ quý vị bước đến, cũng xếp hàng đi vào mua. Khi ông ta bước vào rồi, những người khách đứng gần hôi quá, chịu không nổi, họ lần lượt họ giả bộ rồi họ tránh ra chỗ khác. Cửa tiệm đang đông khách mà bây giờ có lão ăn mày bước vào vắng rồi. Cháu nội của ông chủ tiệm bánh thấy như vậy bực dọc, từ ở trong quầy hàng bước ra định lôi cái ông ăn mày này ra ngoài nha. Ông chủ tiệm bánh là ông nội của cậu ta, nắm tay đứa cháu của mình lôi trở lại và bước đến cúi đầu chào người khách ăn mày đó. Thưa ông cần gì? Ông khách ấy mới móc ở trong túi ví của mình ra có mấy đồng xu thôi, nói tôi muốn mua một cái bánh. Người chủ này mới lấy mấy đồng xu đó mới vào cái lấy cái bánh ra trao cho ông ta rồi cúi đầu cảm ơn. Xin mời ông lần khác đến giúp cho chúng tôi nha. Người khách ăn mày đi rồi, đứa cháu nội mới nói ông nội nghĩ sao còn mời ông ta đến tiệm mình nữa. Ông ta vào đây đuổi khách từ sáng tới giờ biết bao nhiêu rồi, ông nội có thấy không mà còn mời ông ta vào. Thì ông chủ tiệm bánh nói này cháu, cháu nghe ông dạy đây. Trên đời này khách hàng chính là thượng đế. Người ta đến đây mua bánh giúp cho mình, không thể nào khinh khi người ta, không thể nào có cái thái độ bất nhã như vậy. Cháu nên nhớ, việc làm ăn lúc nào cũng phải tôn trọng, lễ phép, cung kính, nhún nhường đối với mọi người thì cháu mới làm ăn thành công được, thành đạt được. Nên nhớ từ đây về sau không khinh khi bất cứ một người nào. Nghe ông nội dạy như vậy, người cháu mới bảo rằng sao nãy ông nội nếu mà cung kính khách hàng quá sao không ra cho ổng luôn cái bánh đó đi, lấy tiền chi vậy? Ông chủ tiệm bánh nói cái đó còn bậy nữa. Vì lòng tôn trọng người ta, mình không thể nào đem cái bánh ra nói tôi cho ông đó, ông làm ơn làm phước đi chỗ khác giùm tôi để cho tôi buôn bán. Không thể làm như vậy, người ta đến mua hàng thì mình vì lòng tôn trọng khách hàng phải lấy tiền đàng hoàng. Đó là cái sĩ diện của người ta. Không được nhục mạ người ta, làm như vậy là không có cung kính, không có lễ độ. Còn người ta đến đây xin thì mình mới cho, còn người ta mua thì vì lòng tôn trọng đối với người, con không thể làm như vậy được. Nên nhớ lời ông nội dặn, lúc nào cũng khiêm cung lễ độ đối với tất cả mọi người đi, thì cuộc đời này con đi đến đâu con cũng được thành công hết. Người cháu nội nghe lời ông mình dạy rồi quý vị ơi, kể từ đó về sau học được cái đức tính khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, lễ phép. Bây giờ ông ta đã trở thành một nhà tỷ phú thứ hai ở tại đất nước Nhật Bản đó quý vị. Cho nên con nói phẩm chất khiêm tốn, khiêm hạ chính là một phẩm chất cao quý của bậc hiền thánh, của người tu, và cũng là tố chất dẫn đến thành công. Nếu quý Phật tử ngày hôm nay phát tâm phát nguyện
Từ đây về sau chúng ta sẽ nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất cao quý, khiêm tốn, khiêm hạ, lễ phép. Quý vị hãy dâng cao một tràng pháo tay thay cho lời phát nguyện đó. Phẩm chất cao quý thứ tư trong bài Kinh Tương Ưng Bộ này Đức Phật dạy, đó là cái phẩm chất từ bi xả thí, quý vị ơi. Người đời họ quan niệm rằng hạnh phúc trên cuộc đời là sự chiếm hữu, chiếm đoạt. Sai quý vị. Hạnh phúc trên cuộc đời không phải là sự chiếm hữu, chiếm đoạt, mà đó là sự ban tặng cho đi bằng tâm từ bi rộng lớn, quý vị. Lòng từ thì hay ban vui cho tất cả chúng sinh, lòng bi thì hay cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Lòng từ bi là một tấm lòng yêu thương rộng lớn bao la, vô giới tuyến, là tấm lòng quảng đại của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Nhờ vào cái tấm lòng từ bi, nương vào cái phẩm chất từ bi đó mà chư Phật, chư Bồ Tát vào đời cứu khổ ban vui cho chúng sinh, đem lại sự lợi ích vô ngần cho vạn loại chúng sinh. Ngày hôm nay chúng ta học Phật phải nuôi dưỡng và phát triển cái phẩm chất từ bi và luôn bằng lòng xả thí tất cả. Có nhiều người nói tôi làm ra đồng tiền quá cực khổ mà. Vì vậy đối với họ đồng tiền là trên hết, đồng tiền là quý nhất, đồng tiền là số một, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Đối với họ chỉ có tiền là trên hết. Nhưng người học Phật, chúng ta biết rõ khi mình sanh ra đời, mình đến đây có mang cái vật gì vào đời hay không quý vị? Hay là quý ông ơi, ta vốn là thân phận trần văn trụi, có nghĩa là trần trụi sanh ra và nhắm mắt xuôi tai, thì chúng ta cũng trần trụi ra đi, của trần ta trả lại cho trần, bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng đó quý vị. Nhắm mắt xuôi tai rồi, chôn xuống mộ mạnh ai nấy nhún đạp, sang cho mấy cũng rã rời thể xác, quý cho bao cũng biến đất ngày mai, sướng cho bao cũng lao khổ cả đêm ngày, vui cho lắm cũng dường như sương tuyết, danh cao trỗi dù oanh oanh liệt liệt, như tần thủy hoàng hay trụ kiệt còn chi, sở bá vương bà tào tháo có ra gì, vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ, mạnh như quân bá hay hàng tính mưu tột độ, hỏi ngày nay các ông ấy còn chăng, giàu như Thạch Sùng như Dương Khải mấy ai bằng, tử thần đến há đem cơm tiền ra thế mạng. Không có đem cơm tiền ra thế mạng mình đâu quý vị. Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông có viết như sau: ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tai giả biệt cuộc đời này, thì tường hoa nhà rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ, thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Dạ đài mù tối luống nghe gió bất vi vu, tuyền hổ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Nhắm mắt xuôi tai rồi thì cha mẹ ân thâm cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ, khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi quý vị ơi. Nhìn cho thấu rõ đi, rồi chúng ta nhẹ nhàng buông xả hết. Buông xả sự vọng chấp về thân, buông xả sự vọng chấp về cái gì? Tài sản vật chất là những thứ ta vay mượn của trần thế. Khi ta đi đến đây, ta độc sanh thì cũng độc tử, độc hành thì cũng độc bộ, độc khứ, độc lai. Ta là người khách độc hành trên bến bờ sinh tử. Trên cuộc hành trình sanh tử đó, ta với thân phận của người lữ khách quý vị ơi. Lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Thôi quay bước trở về đi quý vị, trở về quê hương cực lạc, vì cố hương đã cách biệt bao ngày, phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau, xót xa chẳng nhớ làm sao, khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về.
Mà muốn trở về thì quý vị phải có đủ hành trang. Ngay bây giờ con xin cảnh báo một điều cho tất cả chư liên hữu đây. Nhìn lại trong đạo tràng, tuổi lão niên cũng có, trung niên cũng có, thanh niên cũng có. Thưa quý vị, dù rằng tuổi trẻ đừng nghĩ rằng mình sống hoài, sống mãi ở trên thế gian nha. Bởi vì kiếp sống phù du chỉ một ngày thì kiếp người cũng vậy, có ai hay. Giấc mộng đêm qua là tỷ phú, nhưng thức giấc giật mình tay trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường, của tiền cất chứa dẫu đầy rương. Một cơn gió ác vô thường đến, thần thức ra về trong vấn vương. Dù ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài thắp nén hương. Của tiền vật chất đành bỏ ráo, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải sẽ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười quý vị. Và một đời sống mà gọi là ý nghĩa, giá trị ở đây không phải 100 năm chưa chắc gọi là đủ đâu. Sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Nếu quý vị sống một ngày mà đầy đủ ý nghĩa, giá trị của một ngày với một tấm lòng từ bi rộng lớn, sự hiện diện của người Phật tử ở đâu là niềm vui và hạnh phúc ban tặng cho chúng sinh ở nơi đó bằng một cái sự xả thí trọn vẹn quý vị ơi. Bởi có cái gì là của mình đâu, mình là trần gian trụi, trần thị trắng tay thôi. Ngay bây giờ quý vị không xả, bo bo mà giữ, nhắm mắt xuôi tay, tiền của bỏ lại. Mà quý vị nhớ nha, tiền của bỏ lại ai hưởng đây? Con cháu của mình hưởng chứ gì? Sách Nho có câu, tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng độc. Tích kim dĩ vi tử tôn vị tắc năng thủ. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cũ chi kế. Chứa sách để cho con cháu chưa chắc gì nó đọc. Chứa tiền, chứa vàng để cho con cháu của ta chưa chắc gì nó biết giữ gìn chi bằng tích chứa cái đạo đức ở đời. Tuy nó mờ mờ bên trong, nhưng nó lâu dài không mất. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị. Hãy sống như một đời sống từ bi xả thí. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú câu số 62 như sau: con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu tài sản đâu quý vị. Thân này còn không thật có thì con đâu tài sản đâu. Chỉ cần một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng, chỉ cần một nắm đất vàng là chôn mất xác. Nhưng quý vị đừng sợ, dù một đốm lửa hồng có thiêu mất mạng, dù là một nắm đất vàng có chôn mất xác, người biết tu học Phật Pháp rồi thì chính tầng sen báo quyết định ghi danh nghe quý vị. Ngay bây giờ tu tạo công đức thật nhiều để làm hành trang, làm tư lương cho mình trở về quê hương cực lạc đi quý vị ơi. Lấy cái giả đổi cái thật. Con xin chia sẻ lời Phật dạy như sau. Ngài bảo rằng những cái gì chúng ta ăn, chúng ta tiêu, chúng ta dùng, chúng ta xài, cái đó hết. Xài đó là xài phước đó nha, hết phước. Mà phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến, quá thành hư vô, luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ cho chúng ta biết điều đó. Phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến, quá thành hư vô. Bây giờ chúng ta kiệm phước, tu phước, tích phước bằng cách nào? Bố thí cúng dường, mở rộng cõi lòng ra, thực hành cái phương cách bố thí cúng dường xả thí bằng tất cả tấm lòng từ bi yêu thương mà giúp đỡ trợ duyên cho nhau. Bởi lẽ trần thế này chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi quý vị ơi. Trước sau sớm muộn gì tất cả chúng ta ai cũng phải về hết. Nhưng mà về đâu đây? Quý vị đã định hướng cuộc đời mình chưa? Định hướng cho cuộc hành trình của mình chưa? Về đâu? Ở đạo tràng chùa Hoằng Pháp chúng ta được thượng tọa trụ trì chư Tôn Đức ở đây hướng dẫn cho quý vị pháp tu tịnh độ. Quý vị chọn con đường Tây Phương rồi, nhưng mà quý vị
phải đầy đủ điều kiện mới dự vào chính phẩm sen vàng ở trời Tây Cực Lạc. Thời gian mà mình tạm trú ở cõi ta bà này nó đã sắp hết hạn rồi. Mau mau đăng ký nhập cảnh Tây Phương. Quý vị đăng ký bằng cách nào vậy? Hằng ngày lấy công đức của sự niệm Phật, lấy sự công phu niệm Phật đó làm chánh hạnh, phải không quý vị? Người tu tịnh độ thì niệm Phật là chánh hạnh. Nhưng mà trợ hạnh đó là gì? Đó là việc tu phước, bố thí cúng dường, làm cái hạnh phụ trợ để đem tất cả những công đức phước lành đó hồi hướng Tây Phương tịnh độ đó quý vị. Đem tiền của tài vật bố thí, cái đó gọi là tài thí. Có người nói tôi nghèo muốn chết, nghèo rất mùng tơi luôn, rồi sao có tiền bạc đâu mà bố thí cúng dường tu phước, nghèo gì đến nỗi không có thân. Đức Phật nói ta vẫn có thể bố thí được đây, và công đức cũng vô lượng vô biên. Quý vị không có tài thí thì bây giờ quý vị nhan thí được không? Nhan thí là sao? Bố thí nhan sắc nụ cười đến với mọi người. Gặp mọi người quý vị chắp tay cúi đầu xá chào nhau, nở một nụ cười ban tặng cho nhau. Vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó quý vị. Chứ tối ngày mình chầm dầm chữ bự, tối ngày quạo quọ chầm dầm chữ bự, người ta thấy là người ta tránh, người ta sợ, người ta nói thấy cái mặt bà đó là hết tiền rồi. Thôi ban tặng cho 10, bố thí cho người một nụ cười tươi, gọi là nhan thí nha quý vị. Rồi bố thí bằng cách nào nữa? Nhãn thí. Nhãn thí là gì? Bằng ánh mắt từ bi triều mến, đừng có liếc, đừng có háy người ta. Đừng thấy người ta giàu có tiền hơn mình, cái ganh tị tật đố, liếc có nửa con mắt. Nhìn với đôi mắt ác cảm, người tu Phật chúng ta phải nhìn tất cả mọi người, tất cả chúng sanh bằng ánh mắt từ bi. Đó cũng là một phương cách bố thí mà gọi là nhãn thí đó quý vị. Rồi chúng ta có thể bố thí được nữa đây, đó là ngôn thí. Bố thí lời nói, một câu nói vài ba câu an ủi, đem tình thương sưởi ấm vạn con tim. Đó là tu, đó là đạo mong tìm, đời bớt khổ tâm hồn ta an lạc. Thưa quý Phật tử, mỗi khi mở lời nói, ta phải nên nhớ thần khẩu nó sẽ hại sát phàm. Ai mà nói quá họa làm khổ thân, lỡ chân ta có thể gượng dậy đứng lên, nhưng lỡ lời gây họa phải đền trả thôi. Hãy bớt đi những lời nói thị phi, lập bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền, thêm câu Phật hiệu thường xuyên, đó là mật chú bình yên kiết tường đó quý vị. Nói lời lợi ích, không nói lời vô ích. Nói lời chân thật, không nói lời giả dối. Nói lời từ ái, không nói lời ác khẩu. Nói những lời đoàn kết hòa hợp, không nói lời đâm thọc. Đó là cách bố thí mà gọi là ngôn thí. Rồi quý vị vẫn có thể bố thí không có tiền mà vẫn tạo công đức phước lành được đây. Đó là gì? Lên xe nhường chỗ cho những người già cả, bệnh tật. Có em nhỏ nhường cho người ta ngồi, cái đó gọi là tòa thí. Hay là đến nơi nào dành cái phần tốt đẹp cho mọi người thì cuộc đời này không dông phụ chúng ta đâu. Vì ta gieo nhân nào ta sẽ gặt quả báo đó, gặt hái cái quả báo đó. Cho nên quý vị đừng sợ. Chúng ta với cái tâm từ bi xả thí, ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người, cứu khổ cho nhân sinh, đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình. Và dù ai đó có đối với ta như thế nào, đừng nói rằng tôi đối xử tốt với mấy người quá mà tại sao mấy người lại đối xử với tôi như thế này, sao cuộc đời bất công đối với tôi. Người đó chưa hiểu vì gì về nhân quả. Hiểu về nhân quả, chúng ta không có than trời oán trách bất kỳ một ai. Nếu không phải là cái nhân hiện đời cũng là cái nhân quá khứ thôi quý vị ơi. Chúng ta cứ thực hiện theo lời Phật dạy với một cái tâm từ bi xả thí rộng mở. Sự hiện diện của người Phật tử ở đâu là ban vui cứu khổ cho chúng sinh ở nơi đó. Thì quý vị tạo cái nhân tốt lành sẽ có cái quả hạnh phúc an vui thôi. Trong chủ đề phẩm chất cao quý của người tu được trích dẫn trong Kinh Tương Ưng Bộ tập 1 trang 215. Đức Phật dạy chúng ta bốn phẩm chất cao quý của người tu, phải không quý vị? Phẩm chất thứ nhất, chân thật. Phẩm chất thứ hai, kiên nhẫn. Phẩm chất thứ ba, khiêm tốn, khiêm hạ.
Phẩm chất thứ tư, từ bi xả thí. Con kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho Thượng Tọa Trụ Trì, Chư Tôn Đức Tăng, Pháp Thể Khinh An, Pháp Lạc Vô Biên, Hóa Duyên được vô ngại, mãi mãi hiện thân là tàn cây, là bóng mát để che chở cho chúng con và chúng sinh trên lộ trình tìm về bến giác. Thân kính gửi đến toàn thể quý liên hữu hiện diện trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho quý vị nghe được pháp âm, giác ngộ hồi tâm, quay đầu hướng thiện, để ngay trong cuộc sống hiện tại, mỗi người chúng ta cần phải chuyển hóa hết tất cả những cái tính xấu và nuôi dưỡng phát triển cái phẩm chất cao quý của người tu, người học Phật với cái phẩm chất chân thật, với cái phẩm chất kiên nhẫn, với cái phẩm chất khiêm tốn và với cái phẩm chất từ bi xả thí, giúp cho quý vị đời sống hiện tại thân tâm an lạc, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, bát nhã thánh trí sớm được viên thành, ba nghiệp tịnh thanh, ăn chay niệm Phật, phát lòng chân thật, quyết chí vãng sanh bảo sở lạc thành là nơi quy túc. Thành tâm nguyện chúc cho tất cả những vong hồn đang phiêu bạt đâu đây nghe được pháp âm giác ngộ hồi tâm, quay đầu hướng thiện, khổ cảnh tan biến, cực lạc sinh về, thoát khỏi đường mê, đồng quy bến giác. Người còn kẻ thác, lợi ích vô biên, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo. Sân si vững bước chân đi dặm đường, trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo gian nan. Khi vui nâng chén tràn thời gian ngang, biển đời chìm nỗi mênh mang, bụi chân thế gian dầm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo sắc cơ, như cánh bướm bay thơm, như sương mộng tinh mơ, trong tàn buồn vui vinh nhục hợp tan, trong chất muôn ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Tiếng khóc trao đời thêm người hay nhi, lớn theo thế gian tha mãi sân si, vững bước chân đi dặm đường, trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo gian nan. Khi vui nâng chén chán thời sang ngang, biển đời chìm nỗi mênh mang, bụi chân thế gian đi dặm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo xác cơ, như cánh bướm
bài thơ như sương móng tinh mơ trong ta, buồn vui vinh nhục khắp ta trong chát một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say mới biết thân này mộng thôi. Khi lên đỉnh núi treo leo xuống dốc tuột đèo sát cơ, như cánh bướm bay thơ như sương mộng tinh mơ trong ta, buồn vui vinh nhục khắp ta trong chát một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say mới biết thân này mộng thôi. Tròn kiếp con người thành thơi buồn gái đi.